phim Hàn Quốc thể loại trả thù thì luôn có tình tiết kịch tính với nhịp phim nhanh và đầy hấp dẫn. Nếu bạn chưa xem những bộ phim Hàn Quốc thể loại trả thù mà blog giải trí giới thiệu sau đây thì sẽ thật đáng tiếc đấy nhé. 1. Bộ phim Cậu út nhà tài phiệt năm 2022. Cậu út nhà tài phiệt Reborn Rich là bộ phim Hàn Quốc được mong chờ nhất 2 tháng cuối năm. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, quy tụ dàn sao khủng, bao gồm có Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Lee Sung Min, v.v. Tối ngày 18 tháng 11 vừa qua, thì tập đầu tiên của bộ phim Cậu út nhà tài phiệt đã lên sóng và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía khán giả, đặc biệt là diễn xuất xuất thần của Song Joong Ki. Song Joong Ki trong vai Jun Hyun Gu, thư ký quản lý rủi ro trong tập đoàn Sun Giang của một gia đình tài phiệt, bị đổ cho tội tham ô và phải chết. Sau khi bị chết oan uổng, thì Hyun Gu được tái sinh thành Jin Doo Jun, từng bước lên kế hoạch để trả thù gia đình Sun Giang. 2. Bộ phim Eve Thiên Nga Bóng Đêm năm 2022. Thiên Nga Bóng Đêm có nội dung kể về vụ kiện ly hôn lên đến hàng tỷ won gây ồn ào trong giới tài phiệt Hàn. Nhưng đằng sau vụ ly hôn bạc tỷ ấy chính là một âm mưu trả thù rất là thâm hiểm, không ai dám ngờ. Rila E do Seo Jae-ji đóng là cô gái sinh ra trong gia đình hoàn mỹ với người cha thông minh và người mẹ xinh đẹp và rất yêu thương lẫn nhau. Tuy nhiên rồi cha mẹ cô đã bị hãm hại khiến cho Rila E bỗng tan nát cửa nhà, mất đi tất cả. Lira E thề rằng sẽ trả thù Kang Jun Ki-eum, CEO của đế chế kinh doanh LY Group và là một trong những kẻ cầm đầu âm mưu phá hủy gia đình của cô. Vũ khí mà Lira E lựa chọn là ly hôn, bằng cách đặt mình vào trung tâm của cuộc chiến pháp lý ly hôn trị giá 1,6 tỷ USD. Đáng kinh ngạc, cô hy vọng sẽ đưa Kang Jun Ki-eum cùng với tập đoàn LY sụp đổ một lần và mãi mãi. Ba, bộ phim Penthouse, Thế giới thượng lưu. Nói về bộ phim Hàn Quốc thể loại báo thù thì không thể không kể đến Penthouse, Cuộc chiến thượng lưu. Xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực và địa vị của giới thượng lưu, bộ phim Hàn Quốc này khiến người xem đứng ngồi không yên bởi hàng loạt những cú plot twist rất là bất ngờ và những mưu mô thâm hiểm của các nhân vật. Trải qua 3 mùa phát sóng với rất nhiều tranh cãi về sự phi lý của nội dung của phim, tuy nhiên, Penthouse vẫn giữ vững phong độ và là một trong những bộ phim Hàn Quốc thể loại trả thù được rất nhiều khán giả quan tâm. Bốn, bộ phim Hàn Quốc The Devil Judge. Được dẫn dắt bởi dàn diễn viên thực lực Ji Sung, Kim Min Jung, Jin Jong, The Devil Judge, Thẩm phán ác ma là lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích thể loại trả thù, chính kịch, thần bí. Mở đầu thì bộ phim lấy bối cảnh của phiên tòa kiểu mới, nơi người dân cùng với các thẩm phán cùng tham gia phán quyết tội phạm. Và càng về sau, khi quá khứ của nhân vật chính là Kang Jo-han, Ji Sung được tiết lộ, thì người xem mới ngỡ ngàng nhận ra tất cả những gì Jo-han làm là để trả thù cho anh trai đã khuất của mình sau một vụ cháy. 5. Bộ phim Hàn Quốc Mai. Được ví như đối thủ của Penthouse, Mai cũng mang đến một màu sắc tối tăm nơi cuộc sống của những người thuộc tập đoàn Hyo-won. Mơ út Hee-soo, Lee Bo-young đóng luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân viên mãn với chồng của mình. Và tưởng rằng bức tranh đó sẽ chứa toàn màu hồng, tuy nhiên nào ngờ chồng của cô đã phản bội vợ bằng cách đưa tình cũ về nhà và tình từ với cô ta ngay sau lưng của Hee-soo. Để rồi khi Hee-soo phát hiện, cô đã rất u uất và để mất đứa con trong bụng của mình. Kể từ đây thì hành trình trả đũa tên chồng tham lam và xấu tính của nữ chính chính thức bắt đầu. Sáu, bộ phim Hàn Quốc My Name. Đây cũng là một trong những bộ phim Hàn Quốc thể loại trả thù mà bạn không nên bỏ qua. Có thể nói, My Name là tác phẩm thành công nhất của Han So-hee trong năm 2021. Bộ phim Hàn Quốc này thì xoay quanh Jun Ji-woo, Han So-hee đóng, một cô gái có quá khứ phức tạp, đã hoạt động bí mật như một cảnh sát để nhằm trả thù cho cái chết của người bố của mình. Với những cảnh quay hành động mãn nhãn người xem và nội dung hồi hộp, kịch tính, My Name đã thành công chinh phục nhiều khán giả khó tính và gặt hái nhiều thành tích nổi bật. Bảy, bộ phim Hàn Quốc Vincenzo.
thuộc thể loại hài kịch đen, Vincenzo dưới sự dẫn dắt của Song Joong Ki, Jeon Jae Bin và dàn diễn viên trong phim đã thu về rất nhiều thành quả ấn tượng. Vincenzo kể về hành trình của hai luật sư là Hong Cha-yong, Jeon Jae Bin đóng và Vincenzo, Song Joong Ki đóng đã cùng hợp tác với nhau, đấu tranh lật đổ tập đoàn Ba Beo. Tuy chủ đề xã hội đen thì không được xếp vào hàng ngũ mới mẻ, tuy nhiên Vincenzo lại tạo nên nét độc đáo cho riêng mình và lập rất nhiều thành tích khủng, là bộ phim Hàn Quốc đề tài trả thù mà các bạn không nên bỏ lỡ. Trên đây là top 7 bộ phim Hàn Quốc đề tài trả thù mới nhất, giờ xem vẫn còn kịp các bạn nhé. Và các bạn nếu đã xem bộ phim nào rồi, hãy để lại bình luận bên dưới cho vlog giải trí được biết với nhé. Đến đây, video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.